em thì em chưa nhìn thấy cái gì trơn á, còn có thui trong á. Tại vì cô không có trong, chưa có trong sạch cho nên chưa có thấy được. Đúng rồi đó, trong còn sạch làm được. Trời, con bận rộn quá trời luôn, cho nên nó quay vòng vòng ở trên á. Quay dữ tợn lắm. Nhưng mà có căn duyên, nhưng mà cô chưa trong sạch. Mình phải sửa cho, rửa cho nó trong sạch bên trong mới được vô đó cô. Dạ. Cái bài nghe chị nói em cũng gắng, cố gắng đâu có quay mình vô trong nhiều lắm đâu có. Nhưng mà giật quá cái tịnh tâm không được. Hiểu mà sao trong đầu nghe nổ cái bớt cái tim của mình lên khó chịu á. Nổ rất bớt đó. Nổ nhất. Nó nổ ra, nhưng mà phải quay vào bên trong nó nổ là biết nó nổ rồi đó. Nổ là đã biết rồi đó. Nổ. Mỗi người cái nhân duyên nó khác nhau, không ai giống ai hết trơn á. Mình cố gắng, cố gắng lên. Đúng rồi. Chứ thật chắc là có gì ở trên rồi. Có em. Chỉ là cố gắng chứ bây giờ biết sao giờ. Về miếng ăn cơm gạo đồ đủ thứ chừng mới vậy, khó xử là vậy đó. Mà bây giờ cũng gắng cố gắng bằng mọi giá, cố gắng phải mệt chứ đâu có để. Lúc trước em cũng vậy đó. Em bị rất là nhiều thứ đó. Rồi ở trên hành đến nỗi mà hở van tim luôn đó. Ở ngoài mình chị nói nhiều thứ, có nhiều thứ lắm đó. Căn này bị hành rất là nặng luôn nè. Mới ngày hôm qua, đi tiểu vô cái vừa nằm xuống hai cái chân nó nhức khủng khiếp luôn. Đúng rồi đó, ở trên hành đến nỗi mà ăn cái gì cũng có bên trong, bệnh đủ kiểu luôn. Đúng rồi, bệnh đủ thứ hết trơn á, không có thận, giật hai cái thận chết luôn á. Giờ đang phải biết hơn thấy gì mà bà điểm nó từ cái bàn chân lên cho tới đầu thấy chịu không nổi luôn á. Bây giờ phải tĩnh tâm lại để mà tụ tâm lại để mà cầu nguyện lại, cúng lại hàng ngày luôn, là mình chữa cái lòng mình cho nó sạch và trong sạch mới được. Thì đó đó, sáng thì cúng, chiều cúng. Đó đó, nổ là biết rồi đó, nổ là có rồi. Các chị trên phóng điện, làm sao mà cô chịu nổi. Qua nay tự nhiên mắt ảnh luôn á, ảnh khủng khiếp á. Nãy giờ kéo thì có cũng có lúc nhẹ nhẹ lắm. Cũng ngồi viện, nãy giờ còn viện mà vừa giữ cháo vừa mua bán đó nè. Cái căn cô chừng mà ra làm thầy luôn đó. Em nghe hai ba bữa trước nè, nói nghe hai ba bữa trước nói làm thầy, cái cô ra làm thầy luôn đó. Cái căn của cô rồi ra làm thầy luôn, cố gắng ở trên đang dạy cho cái linh hồn hồn thiên của mình đầy đủ hết trên rồi mới là vô trong cái xác để làm việc là cứu độ chúng sanh đó. Thì bây giờ em cũng như độc thân bây giờ đó nó có phương tiện rất là nhiều là để làm việc đó. Đúng rồi đó. Bây giờ là con căn đều là ra hết trơn luôn để cứu độ bá gia bá tánh đó. Đủ nhân viên là ở trên là kêu bằng làm cho mọi cách để ra hết trơn nhận độ cho bá gia bá tánh đó. Rất là nhiều người bệnh luôn. Chị ơi, bữa ngồi đang ngồi vậy đó, giống như là cái con gì nó bò ra. Bò ra cái lỗ mũi đổ lên trên này. Nó ngứa một cái khủng khiếp, cái chui qua đây ngứa quá kiểu nổi thở tay lên mà không thấy gì hết. Niệm Phật đi, niệm Phật nè. Cái từ từ cái chúng sanh bên trong nó sẽ ra hết trơn à. Trong con mắt thì nó phóng ra. Mắt phóng ra
nó ở bên trong nó sẽ ra hết trơn, nó không có nằm ở trong nữa. Vì các vị về trong cái xác mà không còn ai ở trong đó nữa, các vị chúng sanh là đều được ra giải thoát hết trơn á, có biết không? Dạ. Mình ăn á, những cái gì ở bên trong mình nó vô trong đó, rồi làm sao nó giải thoát được? Có sự giải thoát là từ đâu? Từ mình cúng lại, mình ngồi hướng, mình hướng về bên trong rồi hướng về ngày nào cũng sám hối rồi sám hối rồi hồi hướng, rồi nói chung là niệm Phật xuống thì đó. Nhưng mà nói trước chứ nhiều khi bận công chuyện gì mình cũng bỏ cái nổ lớn, cái nổ rất là lớn là có, là biết rồi, hiểu rồi đó. cái nổ rất là lớn ra bên lỗ tai nè, nó nổ lỗ tai một cái mất anh nhìn, nổ lỗ tai cái mất, còn con mắt của mình rất là đau luôn á, vậy đó. Không có mắt không có đau, nhưng mà cuộn ngoài vậy đó mà nổ mắt nha, nổ mắt trong không biết trong cơ thể á, trong tim trong viện nổ một cái mất. Thay đổi hết trơn là vậy đó. Nổ mình lắc lắc gì cái đầu kéo lắc chổng á. Con tốt. Thế vậy mình có đi qua rồi á, mình sẽ hiểu được tất cả những cái bệnh nhân để hỏi mình biết được cái bệnh đó là gì. Ví dụ như mình đã đi qua rồi á, mình đã biết á, mình mới nói được. Còn nếu mình không đi qua là mình không nói được. Đúng. Thế là như vậy đó. Mệt mỏi em nằm mấy năm nay nằm không bắn luôn, thì ngóc đầu thì dậy được nằm vậy đó. Nằm thì quá rồi đó. Thì, ví dụ như có khi là chí thôi, khi là cái xác của mình đó hả, ở trên cho mình nghỉ ngơi là 10 ngày không ăn uống mà mình cũng sống bình thường, không có bị gì hết chứ. Đó. Có người á lửa nửa tháng thôi không ăn uống. Mày chưa có thật đó. Nhưng mà hết lúc chắc 1 tháng cũng không ăn luôn, không ngủ luôn, là suốt luôn, suốt không ăn, không ngủ luôn. Nhưng mà không có chết đó. Thì cũng sống bình thường, cũng mạnh giỏi vậy đó, cũng đi làm bình thường. Đó là cái căn họ rất là cao, nhưng mà họ chưa đầy đủ phước duyên cho nên chưa có trổ ra. Còn cô á là tự nhiên nhiên mới mốt ra làm thầy, là bây giờ là cho cái xác mình nó rửa sạch á. Ừ. Ăn vô là đi cầu, ăn vô đi cầu. Rửa đó, rửa sạch ở trong cái xác của mình, nó rửa hết trơn vậy đó, chút rửa vậy đó. Ai cũng đều ra căn để làm việc hết trơn đó, bây giờ căn ra hết trơn luôn á, bởi vì xuống để mà đúng như là cái ngày giờ, đúng ngày giờ là bắt đầu ra thịt trơn luôn đó. Đi con đang là có ai nấp ở đâu được hết trơn á, đừng là về mà chuẩn bị chuyển về hết trơn luôn. Đầu con cũng biết rồi. Cái biết đầu tiên của tụi này đó ha, là có đi cơ bản đó, tại vì cái bà kia bà nói á là phù não, mà nó giật một cái khủng khiếp luôn. Trên tôi nói hả, muốn chết người, tôi đi nó ép cái tim nhanh khó chịu á. À, đúng rồi đó. Đây nè, niệm Phật riết mà cái tim mình nó nhói y như là mình bị đau tim đó. Niệm Phật riết mà nó vô tâm á, cái tim mình nó rất là nhói. Nhói lắm. Ai làm điều sai ha, bất cứ mình nhìn thấy ai làm cái gì ấy nó cũng nhói vô trong cái tim của mình đó. Nước được rồi mấy nè, nhói giống nè. Kỳ lạ lắm đó. Ở trong người á, đau cái đầu ở trên này nè. Điển đó, là điển. Cái xảy gì nè. Mà lại của mắt mình thì trong cái bóng tối mà ví dụ sáng thức dậy á, là cái ánh sáng nó chiếu thì nè. Đó. Chiếu hoài vậy đó, mà hồi đó giờ vậy đó. Bữa nào niệm Phật nhiều thì sáng dữ lắm. Có cái bữa hôm đó tự nhiên ngồi cái sáng thức dậy á,
cái nhìn nhìn sau lưng giống y hệt như là mấy cái nhà mà lủng lỗ á, cái nó chiếu sáng quắc vàng vàng cũng cháo á, chứ niệm quá trời, niệm Phật mà kêu bằng quá. Bây giờ có đại nguyện á, có đại nguyện đi ra là làm thầy luôn đó. Thì cũng đại nguyện đó. Đem thân đại bằng rồi ra làm thầy luôn. Lên kiếp trước đi phát được về tới cực lạc. Còn cái này, cái bên bên trong là ta muốn làm thầy để giống như là công đó. Còn cái người mà mình, cái xác của mình là cái linh hồn mình muốn giải thoát thôi. Thì đó, muốn giải thoát thôi. Còn cái ông bà tổ tiên cũng giống như của quyền của mình đó, là muốn làm công một chút, đặt có cái công đó. Chứ còn cái xác của em mình đây là có giống như là cha mẹ kia mình rửa sạch sạch thôi, tới đến ngày giờ cha đã ăn bảy trơn rồi. Buổi sáng á, cái đi ra ngoài tập thể dục, đi ngoài đường á, cái nhìn lên cái ngôi sao á, nhìn lên tự nhiên cái không thấy ngôi sao gì hết, sáng nhói lên trên cái mắt. Cái nhìn có bữa thì nhìn vô đám mây nó trắng sáng à, không có cái gì trên á, tự nhiên cái có giống như ngôi sao trắng nhói lên cái nó. Ăn nữa là gì vậy? Nè, cô cứ niệm Phật và cô cứ cầu nguyện đi, từ từ á, trong cái lỗ tai mình nghe rịnh rồi á, rịnh của ta rồi á, mà nhớ phải tập trung nghe, coi ra người đó giả thiệt nghe, đừng nói rồi nghe được cái không nhận thức ra được, không được à. Ở lỗ tai mà từ trong miệng nói ra. Đúng rồi, cái miệng mình nói là ở trên nói á. Ừ, từ trong miệng nói ra, bữa hổm biết đâu. Thế nói á, đừng có ảo tưởng, đi thầy à, mở, có là trên người ta, ở trên người ta mở chứ đâu phải là thầy mà mở đâu. Đừng sợ, đó tự miệng mình nói luôn, giống như em đi cúng lại đi. Rồi cha với mẹ là điểm đi, nói tự miệng mình nói, mình cúng, đang cúng vậy nè, đang quỳ đi, đang nhận điểm á, cái miệng mình nói là luôn. Tự cái miệng mình nói là luôn, thì mình đang cúng vậy nè, thì mình nhận điểm đó, đúng không? Không, giật giật quá. Miệng mình nói luôn. Niệm Phật càng giật giật chịu không nổi, cái nằm cái nói ướt. Rồi cứ nằm niệm Phật hoài vậy đó. Vậy đó, nó vô tâm rồi đừng có niệm nữa, nó sẽ chị sao nổi. Ở trên phóng điện xuống riết thì sao chị nổi. Giống như mình vô việc niệm là không còn niệm nữa, chỉ nhiếp tâm thôi. Ví dụ như vậy nè, mình làm việc gì á, mình giống như niệm nhưng không niệm á, không niệm mà niệm ở trong cái tâm mình đó niệm. Thì đó, niệm quá rồi trên khóc chuyển thì rồi chịu nổi ha. Trời ơi, cái lực chịu gì nổi. À bây giờ giật năng lực mạnh dữ lắm. Ôi sợ, nghe mà cuộn quá trời, kiểu mà cái lực mạnh quá trời. Giống như cái lực đem đưa xuống đi ngang là nó thứ điều nó nổ, cứ bằng y như là mình sao mình chịu nổi cái lực. Lực từ trên không phải một người phóng, giúp phóng xuống rồi làm sao mà chịu nổi. Sao mà tỷ luôn á, trời Phật á, sao không cho người thông minh mà sao cho cái người khờ khờ không rồi tỷ? Cái người dốt mới được, còn người thông minh quá trí tệ nhiều quá làm người chuyện tệ và hại không sao được. Có chứ là không biết gì hết trơn. Ừ, cái gì đó chị lạ gì đó. Hồi lúc trước mà đâu có biết cúng kiến gì. Cứ hồi lúc nhỏ bắt đầu 9 tuổi 7-8 tuổi nữa là niệm Phật, cứ tối vô ngủ là niệm nhạc đi, không có niệm nhiều, niệm từ 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 lên. Rồi nhưng mà nếu mà ví dụ như đó, cô không có ra làm thầy thì đúng là giờ là cha rước về, đừng có sợ nha, không rước là mình được về, rồi được về tiên đó, vậy Phật á, một mình niệm Phật được về Phật á, thì là mình tu trong cái giống như bên đức thầy đó, là người ta về Phật hết trơn á, về tiên là do đây cái phần cái phước duyên của mỗi người đó, đi không có ai giống ai hết trơn, người thì về Phật, người thì về tiên vậy đó.
Phật thanh tịnh. Về tiên thì còn giống như người ta còn hát hò được đi vu vơ đi tự tại, còn Phật là phải thanh tịnh. Phật là phải thanh tịnh đó. Tại hồi hôm này giật quá cái tim chịu không nổi á, cái niệm quá trời mà đừng có niệm nữa, niệm quá trời. Bệnh được cái bắt đầu nghe cái nghĩ chứ không lẽ bị tà sanh nữa. Cái niệm chú lại đi. Nó thấy chưa, không có tin tưởng trời Phật gì chứ. Cứ đừng có niệm nữa đã, mình nên nó đã vô trong cái này rồi. Vô trong cái này rồi cho nên không còn còn niệm nữa. Tại vì cô chưa có nghe ở bên trong này nói nè chứ. Thật chắc ra cô phải tự mình chữa ở bên ngoài nè. Bên ngoài này đang mình làm việc hàng ngày này mình chữa. Đúng rồi. Đúng rồi. Chứ còn bên trong á thì cô đã đầy đủ rồi, nhưng mà bên ngoài đó còn á. Ví dụ bên ngoài mình còn đó. Đúng rồi, đúng rồi. Nói luôn, có rồi lúc cũng hồi phần lên mà nói trời sao kỳ vậy. Cũng gán sửa chữa dữ lắm đó. Bên ngoài ví dụ như là con mắt mình á, mắt mình nhìn đó, nhìn rồi nghe là thấy rồi biết rồi, cứ mình đem vô á. Không, bây giờ là em không nên nữa. Của ai thì người ta hẳn cho mình, đâu có lấy của người ta, chỉ bỏ vô trong người mình ăn tiểu sao. Là cái khẩu á, bây giờ về nè, thân tâm khẩu ý. Cái khẩu của mình luôn luôn là nói cái chuyện lành và khuyên lên họ là vậy đó. Đúng rồi, cái khẩu á, là tâm Phật là phải khẩu thôi. Tâm Phật là phải khẩu Phật. Người ta của ai coi trên mạng cũng vậy nữa. Ví dụ người ta nói phân về người nào đó thì cái chuyện đó của người ta chứ đâu của mình đâu. Lấy vô mặt vậy. Thầy đúng rồi. Không có được như vậy. Ủa sao? Hai tỷ nói chuyện mà mắc cục giống nhau rồi tỷ. Không lẽ nó thế. Nó giống như vậy nè, để tỷ nói cho nghe. Giống như cái hồn thiên họ đã về trong cái xác rồi. Hồn thiên á đã vô cái xác rồi. Là nói chuyện cà hước. Nói chuyện cà hước kìa hả tỷ? Ừ. Nó lắm trái đậu quay. Nó tự nó vô. Đúng rồi. Đi vô trong rồi. Cho nên nó vậy á. Cái hồn thiên nó nhập thể đó là vậy đó. Bây giờ cha mẹ đã cho phóng xuống hết trơn rồi. Mình đã sạch giống như là chọn lửa hết trơn, con cáo mà về hết trơn luôn á. Đã nói rồi tỷ, giống như em đã đi về trời rồi, em đã thấy thế hợp rồi là phải rước hết về mà. Những đứa con căng đó về hết. Được về đó. Sau này là về hết trơn luôn đó. Từ từ giống như phải trời ơi, luôn luôn nào tâm mình luôn luôn ngày nào cũng vậy đi, cầu nguyện luôn luôn nào cũng muốn cho các con ở thế gian này luôn luôn nó biết được hướng về một mối là yêu thương tình thương, rồi bây trở về một cội một nguồn cội đó. Rồi, cho nó tốt đẹp tươi, cho nó đi bầu trời không khí rồi nó xanh tươi tốt đẹp hạnh phúc mỹ mãn, có gì đâu mà quá trời đi. Vậy làm sao? Vậy là nói nó muốn sao không nghĩ. Không nghĩ nó sao. Nãy giờ gắn nó học cho một chú. Chú chỉnh đề đó, chị bệnh. Chị bệnh của mình đó hả? Hả? Nhất quá chịu nổi. Nhất cả không, nói chuyện đi ngày từ từ. Nói chuyện đi. Kéo cả lắc cả lắc. Hồi nãy kéo kìa, tao mà nhẹ lắm. Kéo nhẹ. Nói chuyện đi từ từ. Từ từ chế đó khai mở rồi tự hết. Có ai nói chuyện với cô chưa? Chưa, tại vì trong nhà nói chung là em bán thì em bán, em nằm, em lên nằm.
rồi tối á, chiều cái đóng cửa là vô nằm một mình trong nhà buồn vậy thôi à. Phải nói chuyện đi, đặng cai mở ra cho nó nhẹ ra một chút, chứ không ai để giải bớt á, không giải bớt là nó nặng trong người lắm đó cô. Vậy nó nổ không tỷ? Nặng quá nổ không? Nó nổ không? Nổ quá, ừ nặng quá mà, phải có người giải bớt. Quá trời giải trong cái mình cần nói với ai đó vậy đó. Cần người để tâm sự, để bày tỏ ra, ví dụ như khi muốn nói cái gì đó. Giờ không có ai để nói hết trơn. Đâu có ai đâu nói đi. Bây giờ nói đi, nói cho nó bung ra hết chân đi, đặng cho nó hết bệnh. Tỷ có cái câu, chỉ có cái câu á, lòng người phải hiểu lý sâu gì đó. Cứ nói thoải mái cái từ từ nó hết bệnh thôi. Nam mô A Di Đà Phật nha. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Cứu lên tất cả những gì con từ bấy lâu nay vậy đó, con đã không biết cái gì để quá giải trong cái thế giới này nè. Giúp đỡ để quá giải cho cái căn bệnh hết bên trong này nè, cho nó quá giải. Quá giải chứ mình không tư mẹ quá giải rồi sao giải được. Rồi bên ngoài đừng có nhìn quá trời, rồi nhìn như thấy chứ không thấy vậy đó. Rồi trời ơi, có một mình không nói chuyện với ai rồi cứ biết cười cái gì không được, phải nói chuyện đi ra ngoài, ra bên ngoài để nó để tiếp xúc. Giống như mình thiền ra để động nhưng không động đó, không động mà động là vậy. Thiền động, động đi ra ngoài động thử coi nó như thế nào. Trời ơi, nó ở bên trong, trong nhà ngoài sao được. Bữa nay tỷ có bạn này đó không? Thử coi nó đang chết thế nào. Dạ, ra ngoài nói chuyện đi cho thoải mái đi. Ra ngoài nói chuyện nhưng mà khoáng đi tập thể dục với chung cái chị kia mà tắm cái chữ thân nó là cũng không dám nói cái gì nó đó, sợ nhiều khi chỉ vẫn tạo nghiệp nữa rồi không dám nói. Bây giờ người ta sanh quá chết thì hát lên, hát lên, chắc là lên. Dạ, văn làm thơ rồi lên viết cái rồi tao tắm liền. Chứ giờ biết cái phương cách nào, cái nghiệp nặng quá đó. Hát lên. Giống như em đi. Ví dụ như trong đó tội rất là nhiều cứng đầu luôn á ha. Mà tỷ nói viết, giống như cô, em nói viết đi mà bây giờ người ta về giờ tránh pháp hết trơn đó. Bây giờ họ biết được, họ đã tu tập được, họ đi qua giờ bên trong họ niệm Phật đó. Họ quá giải, giải lần lần nó mới hết được chứ. Mình tự cứu lấy mình lại chỗ đó đó. Bởi vậy em mai gì cần? Em cũng muốn gặp chị đánh tìm hiểu cho biết đồ này nọ. Chứ không biết cứ chạy vô trong hoài vậy đó, có một mình này. Và cứ ngồi niệm Phật, ví dụ như rảnh cái ngồi niệm Phật, nằm niệm Phật, đi niệm Phật, làm cái gì cũng niệm Phật hết trơn á. Niệm Phật đó là nó đã đạt rồi, nhưng mà niệm hoài á, chịu không nổi cái lực đâu. Chịu không có nổi đó, bệnh nó không có mà giải bớt á, là coi như mình sẽ đau đủ thứ trong bên trong đó, nó rất là nặng nề luôn đó. Cô cứ đem vô nè, để em nói cho cô biết nha. Cô đem vô, chị đã phải đem ra. Vô công thì sao chịu nổi cái thân khác này à, mà sao chịu nổi cái điểm xuống rồi sao chịu nổi. Tụi hết mấy thứ. Đúng rồi vậy. Tụi hết mấy thứ luôn á. Bây giờ nói cho nó bung ra đi. Rồi á, mình cứ nói ở trên mẹ ơi, mẹ hằng ngày á cũng lại ngang cũng lại mẹ ơi, Nam Mô Đại Từ Đại Bi xin mẹ ơi quá giải ở những cái ô trượt hàng ngày con tiếp xúc á, thì bây giờ nó đã vô tâm rồi, còn cái gì mình niệm hoài ở trên mình đâu có làm lẩu cái gì đâu, mình niệm hoài rồi á, cái lực ở bên trên kia nghe niệm cái phóng xuống, cứ nghe niệm phóng xuống là sao mà chịu nổi. Đúng rồi đó. Đâu ở trên nghe niệm cái là bộ cái ổng không xuống
luôn, không biết từ nằm chỗ luôn, nó mệt đó. Rồi phải người tiết điểm để mà giải bớt ra, chứ rất là lực rất là nhiều, làm sao chịu nổi. Nghe nổ cái bụng, nghe nói nổ là nghe là dữ lắm rồi đó. Nóng á, lúc trước thì lớn bớt, nổ bớt cái giật mình vậy đó, nổ bớt giật mình, cái giờ này bắt cái người khó chịu á, vô trong cái tâm đó rồi còn gì nữa. Trời ơi, bớt niệm Phật mình chỉ nhiếp tâm cúng lại một sáng rồi chiều thôi, còn cái ngoài việc đó để mình làm việc. Còn mình làm là mình làm hàng ngày, mình làm thiện nè, nói thiện nè, vậy là đủ rồi. Làm người phải thiện, nói cũng thiện mà làm cũng thiện là được rồi. Chứ niệm quá chớ là lực nào mà chịu nổi. Nổi đâu á, nhớ nghe, trời ơi, niệm nước rồi phóng xuống hoài rồi sao chịu nổi, nằm chỗ ngủ hoài luôn à. Khi nào cần niệm là niệm, khi nào ăn là ăn, chứ không phải giờ nào cũng niệm đâu có được. Đau phóng xuống dưới là chịu nổi, nổ chỗ đó, giống như cái cô gì mà đồng quay nè, cổ gì đó, cổ niệm cổ lần quá trớn ơi, cổ đứng vậy đâu có được, cứng quá đâu có đứng vậy được. Rồi đó là em cũng mà lần trước cũng này là em đã sám hối mấy năm trời rồi, sám hối mấy năm lòng diệt Phật. Cái tối mà những đựng cúng cái xứ cái ông anh ở phía ngoài kia kìa, mà ổng mở được cửa đầu mở mất rồi, ổng mới kêu, ổng la, ổng nói đừng có niệm Phật nữa, đừng cúng nữa. Ủa đừng có kiểu mà đừng có tụng đồ này nọ, không có tốt. Ông kêu mai mốt là bỏ bớt đi, em bỏ hết, bỏ hết tất cả, chỉ cúng lễ hàng ngày mình tưởng nhớ tới tổ tiên ông bà mình thờ đó, thì sáng mình cúng thì chiều mình cúng bình thường vậy thôi. Tại vì cái tâm mình luôn tâm sạch rồi, còn cái gì nữa mà cứ niệm hoài, có cái gì đâu nữa niệm, mà phải chi mình bị cái giống gì đâu mà niệm, đừng có niệm, trời ơi chết nhức đầu chết đúng à. Cái đó là điểm súng á, mà chịu không có não hết á. Đúng rồi, quá trời luôn á. À, thấy chưa, bây giờ chịu không nổi là quá chừng nó cảnh rồi. Chào bà. Cái đó giật cái đầu ai cũng nói hết á. Thấy tỷ cà hước giống như tỷ tỷ. Đó, bây giờ tỷ không có niệm nữa, nó hết rồi, thấy chưa. Hết rồi. Vậy là từ đây về sau mình không niệm, mình chỉ cúng hai thời, sáng chiều. Cúng hai thời, xong rồi kia cưng niệm mẹ Quan Âm, rồi hả cưng về mẹ duy trì gì á, rồi quán giải cho con tiếp xúc hàng ngày á, cho con bớt nhẹ chút chút, xin mẹ đem về, chỉnh đi. Quá giải, trời ơi, chứ không thôi là cưng chịu, cô chịu không nổi là cô chết tắt rồi, trời ơi, đi không được luôn á. Tối nằm hả, cái điểm nó chạy từ ở dưới lên trên đó, nó nằm nghiêng vậy, ngang như ngay na, giống như là cái gì vậy đó, là một con rồng luôn. Cái niệm nữa nè, giống như em cúng lại đi, mỗi lần thời cúng là điểm xuống rồi ngồi nó giống như là, trời ơi, cái điểm mà xuống mà mình đâu có kìm được nó. Cái người mình nó cỡ vậy nè, mẹ đang giật cũng chết luôn, cũng lại bình thường, cũng lại bình thường đó mà điển xuống đó, chỉ điển xuống mà cái người cơ thể mình nó vậy nè. Giờ lại thấy vậy nè, giống vậy giật quá nhiều luôn, làm sao à. Trời ơi, nhớ đó nghe, trời ơi, quá chừng luôn mà sao chịu nổi vậy, chưa được biết loại từ từ cái nào thì không có chịu mà nhờ ai để hóa giải, để chịu sao nổi. Bớt đi, bây giờ cứ sáng cúng lại, chiều cúng lại, xong rồi thôi bình thường, cứ ăn là ngủ thôi, nghỉ bình thường, đi làm bình thường. Bởi vì đây trong cái đã được rồi, ở tranh chứng hết trơn rồi, còn làm cái gì nữa. Hồi đó
xin cái kiểu loại thỉnh một cái cúng kinh để mà cúng á, thì nghe tối nghe la vậy, nó đã học đại học mà đi xin tiểu mục để làm gì đó thầy chú. Nghe mũi bỏ đi đã, nghe ở trong lỗ tai nói như thế nào mình phải giống như vậy nè nè. Hỏi bây giờ nói về giờ tự nhiên niệm Phật đây, trời ơi con ơi, con còn niệm cái gì nữa, con có còn cái giống gì nữa mà nãy em giống như mình đâu có dứng bụi trần gì đâu nữa nè em, mà không có niệm được nữa. Rồi chỉ nói vậy là em đã luôn rồi, vừa xong hết cái cái mình nói ví dụ như cái ngày đó mà em qua đây đi là ở trên nói rồi đấy, cái xác này nè nhập vào cái điển linh quang của cha mẹ, bây giờ là nhập vào cái điển linh quang rồi, không còn hỏi cái gì nữa nghe, là mình hỏi là bị đầy liền đó, hỏi là bị đầy liền đó, vì mình cái tâm mình nó luôn luôn rồi, giống như là nó như như rồi đó, cái cục vàng đi, cái cục vàng đó, cái cục vàng bây giờ đem lại thử đi rồi có vàng hay là cái gì, đem lại đi thử coi cái này vàng hay là bị thao dơ lẫn lộn, cái không còn cái giống gì để thử nữa vậy đó. Vàng mà thử cái này cục vàng hay cục gì. Cái này tại vì mình căng thật, mình nói cho nó thật. Thì người ta có học quá, người ta nói theo cái văn lý của người ta. Cái văn từ của người ta nó cao dữ lắm. Còn cái này cái sao mình nói vậy. Dữ lắm, em không biết gì hết á. Nó thẳng luôn quá, không biết cái gì hết á. Ừ, đó là vậy đó. Không những không còn là không còn giống như vậy nữa nghe, cứ cúng lại thì thôi, không có tụng niệm cái gì nữa hết, sống bình thường, đi đứng nằm ngồi bình thường. Ai nghe không được, không có được mà tụng niệm cái gì cho dự, đâu có còn cái gì nữa mà tụng. Chàng ơi, đã được hết trơn rồi mà còn tụng niệm là sao? Ở trên đã đạt hết trơn, người ta ở trên đã chứng hết trơn rồi. Thế như là mình nhiếp tâm là mình tới đó, nhiếp tâm mẹ ơi cái là mẹ tới liền vậy đó. Ví dụ là vậy đó. Giống như mình có cái đây nè, mình thi rồi cái là chấm đó, giống như mình thi đi. Thi ra xong rồi đó, xong rồi đó. Thi trơn rồi đó, ví dụ mình được chấm điểm là dài nè. Vô hết trơn đi, còn đi học cái gì nữa, học gì nữa không? Vậy đó còn học gì nữa, đã ra cái hộp sen luôn, hiểu như cơ, đã là cái hoa sen đi nha cưng. Ờ cô, biết không, ví dụ như đó là cái hoa sen đi, bây giờ nó ra cái hộp sen ví dụ vậy đó. Đó là đủ chơi mà. Bàn tay nó giống quá vậy ta. Cái dấu đó là giống luôn nè, ở đây là giống. Giống không? Ừ. Nó có luôn mà trời, tính nhã nữa nè. Hai bên đó, hai chiếc thuyền bắt nhã, cực như chết luôn. Hớ chèo tiền. Bởi vậy chèo tiền ra trước khách sang xong hả? Ừ, dán cái chèo tiêu nữa, đưa người ta qua xong. Chặn này đưa. Đây nè, cái này là cái căn nguyên của em á, là từ bấy lâu nay là em làm rất là lâu rồi, coi như là họ đã được chuyển tiếp hết trơn rồi đó. Họ đã được chuyển tiếp. Mình làm việc bên đó đó. Bữa nay chân lên họ được chuyển tiếp á. Bữa nay tỷ có đối thủ rồi đó nha, nói chuyện giống như vậy đi, giống như tỷ làm vậy đi, giống như tỷ là cái người là làm cái việc đó đó, hiểu không? Giống như tỷ làm vậy đi.
ngồi trên trên cái đó là kêu họ đi chuyển kiếp á. Mình ngồi như vậy nè, cái tay mình đưa lên vậy đi, tay mình vậy nè, vậy nè, nè tao vui vốn tao nói y như là cũng kiếp gió là mình kêu họ đi chuyển kiếp á, giống như vậy nè. Cái tay mình nó quơi tới đâu là vốn tới đó. Cách mà một tháng có cái bà mở mà kiểu bà có chồng khác rồi, cậu ông chết rồi, bà có chồng khác mà bà mất nay 2 năm rồi. Mà tự nhiên á, thấy bà về có cái đầu mà bà nằm ở về, bà đứng dưới đó, đưa cái đầu lên á, bà kêu cúng cho bà, cũng như là nguyện cho bà. Ấy cũng quên luôn, cũng không có nguyện cho bà luôn. Cái đầu mấy ngày con bà cứ số điện thoại đâu mà nó cắn, nó cứ gọi hoài vậy đó. Sao cơ nghe như vậy, cơ không giống như mình bên Phật á, thì mình quy y Phật, quy y Pháp cho, quy y Tăng cho người ta. Bà có nguyện rồi, em cũng nguyện. Kiểu nguyện cho bà, kiểu mà cứ cúng cho bà đúng một tuần lễ luôn á. Mình lấy cái lòng từ bi mình á, mình giải thoát cho họ. Cái lòng từ bi mình giải thoát cho họ. Vậy vậy đó. Vậy là tỷ làm bên cái đó đó. Giống như bên Vu Quy á là mình làm bên đó đó. Đủ thứ hết trơn, sao mình làm đủ thứ gì hết tỷ không biết đó. Sáng đi đường á thì nguyện cho ân trên rước mấy người mấy cái dông ngoài đường nè, lạc lõng rồi đó, cho được về Tây Phương hết. Trời ơi, cô biết không, mỗi lần mà ở bên Hàn Quốc này nè, lúc trước là ngày mấy năm trước á, ở bên Hàn Quốc này mà đi ngoài đường vậy nè, mỗi một khúc đường là khó nó hen, mà nó vô cái này nè, làm ra biết chắc là cảm nhận. Rồi mình đi về nước nữa, trời mang đi về nước ha, tôi nói mỗi mà cái bước đi của mình đó ha, nó giống như là nó nặng giống như dữ lắm nha. Cái về tới vừa xuống sân bay thì ra ngoài đi ha, là cái xe mình chở mình về tới nhà đó ha, một khúc đường là cái chân lên nó vô chỗ nào khó là cái này là nó cảm nhận chặt chân này nè. Cúc đường, ôi cho nó dữ rằng lắm, về nhà ói luôn á. Cái chắp tay niệm Phật chịu rồi, mũi luôn dữ lắm. Nó thấy mình đó, đặng mà mình già, mình nó thấy ánh sáng rồi đó, nó chạy theo. Ừ, nó cứ nặng vậy đó. Nó thấy ánh sáng mà nó chạy theo, để mà nó được đó, được về đó. Nó biết đó, cái mấy cái chân linh đó. Cái về rồi mình mới cúng lại, rồi mình cầu nguyện cái họ đưa họ đi, cho họ về. Cái dữ lắm vậy đó. Chứ cái đó là mình rước chân linh đó. Cho nên cái cơ thể mình nặng lắm. Nặng lắm. Ở giờ mẫu nói sao? Mẫu nói á, đâu phải xuống trận để chơi, đâu có thảnh thê được. Cái gì? Mệt mỏi quá cái này để chơi. Mấy ngày trước tưởng là bị đà xong có ngoài quá trời luôn, kiểu không có nổi. Mấy nguyện thôi mẫu cứ còn đi luôn đi. Bây giờ nè, nếu mà tà thì thôi để cho chết, cho con rước con đi đi, rồi cho cái linh hồn con á được chia làm hai. Một là nước, thứ hai đất, để cho người ta có trên thế gian này người ta còn nhờ được. Chứ có đâu không bệnh gì đâu mà hành hạ chứ chữ tợ người ta. Tại bà nó rước bị mất tiêu mẹ nữa. Trời ơi, niệm Phật mà không tin tưởng trời Phật thì ông lên tiễn ổng và tin tưởng lại. Kỳ lạ. Mình phải có cái trí quyết, mình phải biết được ta ở đâu, mẹ ở đâu mới được. Chắc có lẽ là như vậy đó mới bị hành tới đó. Đèn núi không có nhất gì hết chứ. Như vậy sao được, mình phải tin tưởng cha trời mẹ đất, có nghĩa là cha là được chi tôn đó. Cha trời á, xuống trần mẹ đất á, mẹ sanh mẹ độ mình á, ở bên đạo Phật á, đạo tôn giáo nào cũng vậy, cũng phải cha trời mẹ đất, tôn giáo nào cũng vậy hết trơn. Không có ông trời và không có bà đất thì làm sao đây? Bà
bà gánh gồng quá chừng con người mà trên thế gian này cái gì bà cũng gồng muốn chết luôn mà không có mẹ đất làm sao được. Ví dụ này không cái điểm minh quan của mình là ở đâu có cái vụ vậy đó. Về từ đâu mình có vậy đó. Cái bữa đó em ngủ cứ nói á, con muốn biết là con từ đâu mà tới, mà con là gì, từ nghe nói là con lòng chết tim. Rồi cái hỏi giờ là từ đã lạc một con vật, một con thú nào mà thành được. Cái tự nhiên giống như là có một cái giống như là tinh trăng gì của một đứa bé vậy đó, rồi bắt đầu nó lớn lên. Đúng rồi, đây là con dòng giáp tiên đó. Còn cái này nè, cái này còn em á là không phải. Em hỏi em là ai, nói em là hư không thôi à, không nói gì chứ. Giống như hỏi mình là ai mà sao mình biết được, mình thấy được cái đó là biết được cái đó hay là cái gì đó vậy đó. Thì nói là câu đó không cứ mình không biết. Mình thấy mình là ở trển, mình xuống đây là nó vậy đó. Thấy được mình là kiếp cái nhiều kiếp của mình là mấy kiếp trở lại đây thôi. Sao vậy là chị có mở, chị được mở rồi đó. Mấy kiếp trở lại đây thôi là mình thấy được mình là ở trển, là mình là ai, mình xuống đây rồi mình là cái gì. Kiếp trước mình là công chúa, mình quá là sung sướng, vậy bây giờ mình phải khổ cực vậy chứ sao. Vậy đó, chị mở ra kiếp khác rồi đó. Cái nhiều kiếp mình làm rất là nhiều người lắm, nam có nữ có. Rồi mình ở trên trời mình làm cái gì, ở trên đó mình cũng nam có nữ có, tùy quá không biết. Đầu tiên á là chưa có cái vụ này á, đi chùa lại đẳng cúng là cái năm cuối năm 19 á, là tự nhiên ngồi niệm Phật sao mà có điểm. Điểm đi đâu mà niệm Phật là ở trên đầu rất là lăn ngổ lắm. Cái bữa đó 30 Tết vô ngồi đang sắm nói đó, đang cầu an á, sắm nói á, cái ngồi thân lùm lên nó cứ tụt Phật á, cái con kia chứ cái ghê quá trời luôn, nhắm luôn mở ra cũng thấy nữa, làm ba lần thôi cứ vậy đi về luôn, biết là quá trời chịu không nổi. Về cái đi ra ngoài cái tượng Quan Âm đang xá lạnh đi về thì thấy có một lạc khổ đã nhẹ quá, rồi đi về luôn, từ đó sao cũng dám lại chùa. Đó là mọc cho mình thấy được, còn cái này là đích thân con mắt mình thấy rõ ràng luôn. Con mắt này nè, ví dụ như là thấy cái chân linh của quyền của họ luôn, rồi thấy thần luôn vậy đó. Vậy là chỉ cái đợt mở rồi đó. Cái lúc đó em mà ngồi em nhắm mắt vậy nè, tự nhiên cái thấy ngắn chân lên như cái đèn đê ông mà màu vàng mới cho thấy cái bức tường vậy đó. Bức tường màu gỗ cây kiểu xưa, bức tường gỗ xưa vậy đó. Rồi cái nhìn đó và cái tao ngồi cái mất luôn. Mất luôn cái từ đó về sau, cái tự nhiên nữa đó cũng niệm. Cũng như vậy, rõ ràng là mình phải tin tưởng trời Phật, mình tin tưởng một ông trời là mình tin tưởng. Chứ sao mình tưởng là mình không được về hay là không về, đó là không có chính xác rồi. Bởi vậy chị nói mới hiểu. Đâu có ai đâu thì dẫn dắt, bởi vậy đâu có thầy đâu mà dẫn dắt. Mình tự mình hiểu biết, tự mình cầu nguyện như vậy nè. Ví dụ như cô chưa có rành được cái đường đi á, thì cô cầu nguyện, thì cô đang cầu nguyện cái gì nào đó, thì cô cầu nguyện mở khai cho cô biết được cái đường đi cho nó chánh pháp á. Hai tâm điển nhãn rồi mà tại sao mà chưa có tin tưởng, cái lòng tin, cái đức tin, không có tin mình là được là cái gì hết trơn. Ta chậm vậy đó, thế em thấy ở trường cứ sợ mình là ma là Phật. Mình phải làm chánh pháp, mình không có sợ ma hay sợ cái gì hết trơn. Giờ ông Phật, ông gì cũng không có ấy hết trơn. Mình làm chánh pháp, mình không có sợ. Tự nhiên thấy như cái người mình đang làm việc là chánh à.
Trời, già đạo mình làm chánh hết trơn á. Chánh trơn á. Chánh trơn là mình không có sợ. Lực pháp mình cũng không sợ, tại mình không có làm sai cho mình sợ lực pháp. Ví dụ như vậy đó. Lực pháp tôi lại tôi cãi lực pháp. Còn cái đạo thì mình làm đúng thì mình không có sợ, ví dụ vậy đó. Rồi chị nói là em hiểu rồi, hiểu từ từ. Ví dụ cho cái ông đó, ví dụ cho cái ông đó là ông bự cỡ nào đi nữa, đúng mình không có sợ ổng. Đúng rồi, ổng làm gì kệ ổng, đâu có dính líu gì mình. Phải, ổng là vua hay là gì không biết. Ủa tôi là dân thường nhưng mà tôi rất tôn kính ra ngài, nhưng mà tôi không có làm sai, sao tôi sợ lắm, tôi vô đây tôi cũng bình thường mà. Đi vô tôi cũng, ví dụ ông là người trên thì mình cúi đầu mình đảnh lễ vậy thôi. Còn mình đâu làm sai gì mà trả ổng cái dậu vậy đó. Ví dụ người trên thì mình kính, thì mình kính là mình chào. Rồi nói mình ở bên dưới, ví dụ mình là thấp nhất đi, mình cũng đâu có gì mình sợ. Đúng rồi, nói chuyện chị là cũng được bài học rồi đó. Dù cho tôi thấp nhất nhưng mà tôi không có làm sai ra tôi sợ ông. Ông dụ ông bự cỡ nào tôi cũng đâu có làm sai, ví dụ vậy đó. Nha, mình thấp nhất mình cũng không có làm sai, còn cái người quá chừng cao mà làm sai mới là mới sợ. Cái điệp lớn là vậy, cái lực mà đúng cái lực là gì đó, vậy vậy là còn sợ hả? Sợ mình không có gì đâu. Sợ hoài bởi vì nó bung bung nó bệnh hoài. Mình phải có cái cánh kén chánh tư duy, đó là vậy đó. Rồi anh chị nói chuyện chị mới được bài học, mới hiểu được. Không có người, không có kiểu mà người ta không có tin vào cái gì hết rồi. Mình nói chuyện ta cũng... Cái này nè, cái này mà ví dụ như em nói thật sự nha, em không có biết là em là cái gì, nhưng mà cái gì đó đang bị di kẹt về cái chỗ nào đó ha. Tại ví dụ như cái miệng em nói ra, em nói cái này là Quân ơi, hình như là Quân đã sai một việc rồi, ví dụ vậy đó. Mình có cái sự mình hiểu biết á, mình nói Quân ơi, Quân đã sai rồi cho nên Quân thiền không được, và lý do là Quân không được cái chỗ mong cầu đó là mình đi sai á, cho nó mất hết trơn á, hiểu không? Nó sẽ mất sạch trơn á. Bây giờ mình cúi đầu mình sám hối xong rồi mình sẽ đi trở lại con đường tránh, không mong cầu, không có gì hết trơn, mới chữa hết. Nói không mong cầu á thì cũng không có, mong cầu cho nhẹ thôi chứ không có nói gì. Mà bà cầu mình được ông này bà kia, bà không có được. Đúng rồi, em không mong cầu vụ đó đâu, trời ơi, đâu có ai mong muốn cái chuyện đó đâu. Mong cầu được lê, được làm cái gì đó nó quá lớn rồi làm nổi không, ví dụ gì đâu có mong cầu chuyện làm này nọ, chỉ mong cho mình nguyện cầu, mà mình cầu nguyện mình tất cả đều được giải thoát là được rồi. Chăng nói mình cầu mình được giải thoát là được rồi, cái các chân linh này họ cũng giải thoát, họ trở về. Chứ giờ cái xác này còn được cái gì không mà không giải thoát? Thì vậy thôi chứ. Bởi vậy em cũng đón mấy cái clip mà tụng bằng lên, em cũng ráng mà em coi hết trơn nè. Cái màu bằng mình cũng có kiểu học hỏi chứ giờ biết đâu, đâu có ai dạy đâu, đâu có ai cũng dẫn đâu biết. Là giờ tại vì mình dạy cái người dốt nhất. Mình khuyên người cái đường mà chơi dốt nhất. Dốt nhất hay là cái gì không biết. Nhưng mà ví dụ như vậy đi ha, còn để nói như vậy nè, cái người nào á thì nó có cái căn duyên đó hết trơn á, mỗi người mỗi cái nhân duyên, nó không có bất kỳ ai nó giống ai hết trơn, đúng không? Đúng. Cái quan niệm của cô á thì giống như cô niệm về cô niệm cô thành nước thành gì đó hết trơn, còn cái quan niệm mà thấy không, mỗi một quan niệm không ai giống ai hết trơn á. Rồi mỗi một con người là cái chân linh, là cái linh hồn á, là cái nhiệm vụ á, nó không có giống ai hết trơn. Thật chất là không có một người nào giống một người nào luôn á.
đúng không? Ủa, nhiệm vụ làm việc á, còn sao mà giao cho tôi làm việc quá nhiều vậy, biết hả? Nhiều việc lắm đó, không sao mà tự nhiên mình có cái việc đủ thứ, biết làm nam nữ đủ thứ hết trơn. Biết như vậy luôn á, trong Ruby làm chứ không phải mình làm. Vậy là chắc có lẽ là em chưa có lòng tin cho nên chưa được á. Đó, đức tin, cái đó kêu là đức tin. Đức tin phải cho nó mạnh mẽ, nó cao á mới được. Còn đức tin mình không có được á, thành ra nó bệnh là lý do đủ thứ luôn đó. Giờ phải sắm hối về cái đức tin của mình, phải tin tưởng sợ Phật, cha mẹ của mình đó. Còn về đâu, tự nhiên ở trên nói rồi mà không chịu nghe. Ở trên nói rồi đó mà không chịu nghe cái lời á, thấy không? Con rồng cháu tiên thì biết cứ làm hiện lành là con rồng, cháu ta biết con rồng cháu tiên rồi. Bởi vậy em còn rất đi trước dẫn người đi sau cho biết đồ này nọ, không hiểu cái gì hết, cứ tưởng sợ rồi. Lúc mà làm văn thơ là rất là nhiều nha, từ nay gom hết buồn cội trở về. Con rồng cháu là ông cơ á, lạc lắm á, trở về buồn cội hết trơn á, gom hết về. Từ nay gom hết về nguồn. Hồi trước đâu có cúng đâu, cái tới 4 giờ sáng cái tự nhiên có người kêu thức dậy cúng, kêu hòa vậy đó. Cúng lại lúc trưa cũng trộn cái xác phạm này, nó cũng rất là cứng lắm luôn á. Bệnh cỡ nào cũng không có chịu ấy trơn, không, nói chung là cứng lắm. Bệnh là bệnh, đi làm là đi làm chứ không nhất định không ở nhà đó. Thành dữ lắm nó mới chịu mà giống như cúng lại đó, cúng lại rồi chịu mà cúng lại kêu sám hối là 100 lại. 100 lại luôn là mở khai luôn đó. Chứ cứng hậu đó, đi lắm á, không có thích làm thầy bà đâu. Cái hồi lâu cái người kia kêu mày về mày làm là cạo gió rồi cho người ta mới thôi, bà nội làm chi, ví dụ như khi làm cái gì giỏi giỏi thì làm cho ta được, còn tự nhiên đi cạo gió giúp tay ta cái gì mà ghét nhất là vụ lên đồng lên bóng nha. Nè, cái cạo gió này mình cũng có cạo rồi nè, y ra nhờ mình không làm cũng thấy thương lắm. Rồi cạo gió nè, cắt giác nè, cái gì cũng qua trên, nhưng mà làm vậy chứ không có làm, tại vì nó nhờ mình phải làm thôi, không biết làm. Ủa, tối mình kêu, chứ không phải vậy đâu. Rồi với lại bây giờ nè, giống như cái bàn tay mình đã có nè, bây giờ nha, hiện bây giờ có á, rồi bị tim á, tim mạch mà bị ép tim á, đây chỉ mà cái tay bằng tay mình bị ảnh làm vậy thôi, mình ảnh vô nha, mình ảnh vô thôi. Cho bớt ảnh vô hả? Cho bớt nhịp tim rồi đó. Ừ, mình ảnh vô trong ngay chỗ đó, cái tâm này nè, mình có cái câu nguyện niệm của mình đây ở trong bên trong á, nhưng mà mình ảnh vô đó người ta sẽ hết liền khử luôn. Đang nằm xuống cũng đau, mà ngồi dậy cũng đau, vẫn không được. Lúc trước có cái thằng em, thằng em nó bệnh mạnh mẽ thế chứ, trong cơ thể giờ nó bệnh đủ thứ trơn á, làm như cho biết mình thì sao á. Cái thằng em nó bệnh bị gan vậy đó, mà làm như tao chưa đến lúc không có cho. Giới tới vậy mà tự nhiên nhức cái đầu, chịu nổi muốn tay lại. Rồi,
còn bây giờ thì khỏe rồi. Bàn tay của mình á, cái bàn tay của mình á ha, là được cái bề trên mà đã cho mình rồi ha, là mình cái người đủ nhân viên với mình lên đụng vô là mình đi làm chơi là này, người ta sẽ hết mình rồi, mình quá giải cái bên này, bên trong á, bên trong họ đó, khuyên họ bên trong á nha. Nhưng mà có bên trong mình nè, mình khuyên họ đó, khuyên họ mà biết tu biết quầy đầu đó, là vậy đó. Khuyên cái bên trong cái người đó, cái xác đó, cho họ biết tu tập. Và ngộ cái tối nằm cái tự nhiên giống như là cái ở trong cái người mình nó có người hay là cái gì lạ lắm. Bột cái đó, bột xây cái đầu nha. Quá trời bột xây quá, chỉ muốn sao á, lấy cái áo mưa rồi lấy cái mệt chùm nghèo gắn niệm Phật cho bà họ đổ ra giải chùa hết. Cái những cái con bên trong nó chung ra là hết rồi đó, hết luôn. Họ chung ra nhiều lắm chứ chị. Hồi trước mà mỗi lần mà ấy đó là ngồi niệm Phật nha, là nó nổ bốc vậy nè, nó văng bung ra vậy đó, chứ quẩy vừa đâu. Nó nhảy từ trong con lắc ra bung bột người nó ngứa á, còn nhiều khi nó bút á, nó bút cái vậy nhẹ ngọ. Thấy được, thấy nó đổ lên luôn hả? Chết luôn vậy nè, kéo hai cái này không có, cái này không phải vậy mà nó nhờ mỗi một cái lỗ chân lông á, cái lỗ chân lông của mình á tự nó ra vậy nè, nó chích nhiều trở nó đau dữ lắm. Người ta lấy kim mình ta chăng vô cái đầu á, rồi cái chân ở dưới nhận chân cũng bị vậy đó, chăng. Ờ, cái chân á, cái chân mình đã biết sao không, biết là nó bị cái gì mà nó nóng cái bằng chân, nó nóng y như là lửa vậy đó, nó nóng mình không thể nào ngủ được. Cái lúc nó ở bên đây là mấy năm trước á, nó nóng cái sợ mình thức dậy làm gì nè, dạ xong rồi đi rửa nước, tự không biết cái gì để mà rửa nước. Dạ nó dạ lắm, phải không biết chuyện đùa, cái này không biết cái gì. Cái đó là mình không biết á, cái lúc mà mình không có biết mình là cái gì hết trơn á, lúc trước á, cái tâm tinh mình sao nó nóng như lửa vậy đó, lửa mà nó tháp vô cái bằng chân mình ngủ không có được đâu, phải ngồi vậy mà đi kiếm cái gì để ấy vô á, nó nóng đủ lắm luôn. Còn cái lỗ chân lông á là mới đây thôi. Cái lỗ chân lông mà nó ra từ cái giống như cái con gì nó bò ra đó, phải không? Cái con gì nó bò nhúc trỏng ra. Y hệt như là kim châm mã trên đầu á, giống y hệt, nhưng mà ai mà đang chăm cú cái kim vô đều cái đầu trên đỉnh đầu á, chắc nghe chịu không nổi, chừng nào giới tay lên thì á, mà gán để qua lưỡi chích quá trời lâu luôn, cứ gán để cũng là lâu ra sau, chích từ biết rồi cái giới tay lên thì mất. Rồi trên con mà ăn gương mặt cũng vậy đó, hôm qua đang ngồi vậy đó, cái nghe nhúc nó có cán để cho ra đi, tự nhiên cắn cái đầu cũng như chết luôn, giới tay lên giờ đâu có gì. Bây giờ gán nhớ nha, không có tụng kinh niệm Phật gì mà cho mà quá từng cái khúc đó rồi chịu không nổi là bệnh luôn đó. Cũng lại bình thường, đi trạm bình thường thôi. Chứ đừng có mà niệm được đụng, trời ơi, làm sao mà chịu nổi cái xác. Quá chừng mà tao nặng dữ lắm đó chồng. Nặng thiệt chứ chị. Tôi đi sao được. Cứng đầu luôn chứ đâu phải ấy đâu, vừa nã đang uống cũng cứng đầu vậy đó. Đó đẩy xuống đẩy lên kéo lên cũng chết luôn. Vậy bây giờ niệm mẹ quá giải cho đi. Quá giải cho chút cho con bớt đi. Mình niệm rồi mình phải biết quá giải nữa đó.
tối đi chị, hồi tối mà em sáng hối em gắn lại sáng hối tôi hả mẹ giảm bớt mẹ đầu rồi thì vậy con chưa có lòng tin á, chưa có đức tin chưa nói đó, thành ra cứ suy nghĩ bất nhất chứ mình có được trẻ không, trời ơi sao kỳ quá, đừng có suy nghĩ cái đó á. Không mà bây giờ chị nói là hiểu rồi, không có nghĩ vậy nữa. Mà cái đứa trong người giống như là cái con gì mà nó nhúc 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 trong da đầu. Nghĩ quá nhiều luôn mình đó. Cái niệm quá chừng nó nói vậy đó. Phóng xuống cái điện linh quang phóng xuống rất là nhiều đó. Đúng rồi, lúc thì bên này, lúc bên này hai ba cái nó nhiều lắm. Còn còn em ban ngày đi. Em đi về trời đi mẹ cho cái ban ngày vài ngày.